Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái thiết bị để giúp cho việc quay phim bằng smartphone. Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng smartphone để mà chụp hình hoặc quay phim. Thì riêng ở trong quay phim, nếu chúng ta cầm bằng tay và chúng ta di chuyển, chúng ta ban qua, ban lại theo chiều ngang, hoặc là chúng ta di chuyển tới lui, hoặc là chúng ta di chuyển theo đường xéo, thì rất là dễ rung lắc cái khung hình. Thì người ta có một cái công cụ nó gọi là iTabilizer Dolly. Ở trong cái quay phim thì người ta chỉ gọi là cái Dolly để mà gọi là ban máy. Còn cái thiết bị mà dành cho các cái smartphone như thế này thì người ta gọi là iTabilizer Dolly. Cái thiết bị này nó gồm cái gì? Thứ nhất là nó gồm cái bánh xe. Hệ thống bánh xe này được gắn trên một cái bề mặt phẳng và có hai cái chốt để mà chúng ta có thể linh động di chuyển cái góc quay theo cái ý của mình. Rồi nó sẽ được gắn kết với cái mà tôi gọi là cái khuỷu tay. Ở đây nó có ba cái vị trí để chúng ta lắp cái khuỷu tay này vào. Thì chúng ta sẽ lắp vào cái vị trí ở giữa để thử. Rồi, chúng ta sẽ có thêm hai cái gọi là cái mao, cái ngàm để kẹp cái điện thoại, cái smartphone vào trong cái khuỷu tay này. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng, nó có hai cái thước, một cái thước khoảng 7 phân và một cái thước khoảng 12 phân chiều cao, để mà tùy theo cái thiết bị chúng ta sẽ sử dụng. Ở đây chúng ta sẽ gắn cái iPhone này vào. Cái iPhone này vào đây. Cái khuỷu tay này. Đó. Còn nếu mà cái smartphone lớn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái mao lớn hơn để mà gắn nó vào. Nó có hai loại. Và với hai cái kích thước của mao này thì chúng ta có thể sử dụng với bất cứ hầu hết tất cả các loại smartphone ở bất nhiều kích thước khác nhau. Và cái thiết bị này nó sẽ phục vụ cho chúng ta vào công việc gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ dựa trên một cái bề mặt phẳng để chúng ta bắt đầu di chuyển theo chiều ngang. Nó gọi là turning shot đó. Tức là chúng ta sẽ quay một cái vật thể cố định. Đó. Chúng ta sẽ quay theo chiều ngang như thế này. Và cái khung hình chúng ta sẽ không bị rung lắc. Thế thứ hai là chúng ta sẽ quay theo chiều đẩy tới, lui, ban tới, ban và ban lui như thế này. Đó. Thứ ba là chúng ta có thể sáng tạo ở trong cái việc chúng ta quay một cái góc độ vòng cung bằng cách là chúng ta sẽ di chuyển cái bánh xe này. Đó. Ở một cái góc nào đó chúng ta tùy ý muốn. Đó, nó như thế này. Và cái khung ảnh nó sẽ không bị rung. Không bị rung. Rồi riêng cái khuỷu tay này thì chúng ta cũng có thể di chuyển theo cái vị trí mà chúng ta muốn, góc thấp hoặc là góc cao, hoặc là chúng ta đẩy tới ở trong một vài cái vị trí quay hơi khó, chúng ta có thể tận dụng cái không gian để tới, hoặc là chúng ta ngược ra đằng sau này. Đó.
tùy ý và tùy theo cái sáng ý sáng tạo của người sử dụng. Ở đây tôi muốn nói thêm với các bạn một cái này, đó là chúng ta có thể gắn thêm một cái chân vào đây, và chúng ta có thể sử dụng một cái đèn khi mà vay ở môi trường ánh sáng yếu. Chúng ta có thể sử dụng thêm đèn đó. Và chúng ta quay, chúng ta ban. Rồi, nếu mà có những cái thiết bị lớn hơn như là các cái máy chụp ảnh mà có cái chức năng quay phim, hoặc là những cái máy quay phim nhỏ thì như cái này là cái camera hành trình, thì chúng ta vẫn có thể, hoặc là chúng ta gắn trực tiếp vào trong này đó, trực tiếp vào trong này để chúng ta quay như là một cái camera hành trình. Hoặc là những cái máy mà máy quay nhỏ hoặc là cái máy ảnh á, thì chúng ta ráp trực tiếp cái khuỷu tay này vào cái chân đế để mà gắn chân máy, không cần phải dùng cái mao chuyển đó, rất là chắc chắn. Như là cái camera hành trình này ta có thể sử dụng như thế này đó. Một cái điểm mà tôi thấy ở đây là cái hệ thống bánh xe này rất là chắc chắn, tuy nhiên nó phải được di chuyển ở trên một cái bề mặt phẳng hoàn toàn. Nếu mà nó vấp phải một cái vật thể nhỏ thôi thì khung ảnh chúng ta sẽ bị rung lắc ngay, Thứ hai nữa là cái này không có một cái ngàm để nối với một cái động cơ bằng motor, vì vậy cho nên khi mà chúng ta ban hoặc là chúng ta di chuyển cái dolly này thì cái tốc độ nó sẽ rất là khó đều, chúng ta sẽ khó duy trì ở một cái tốc độ mà đều được. Thành ra là ban đầu mới sử dụng thì sẽ gặp một ít khó khăn, nhưng khi chúng ta sử dụng quen rồi thì sẽ rất là thú vị. Đây chỉ là một cái công cụ, còn việc chúng ta sẽ tận dụng cái công cụ này để sáng tạo những cái đoạn clip, những cái video hay hoặc là độc đáo, hoặc là lạ, hoặc là tạo ra một cái sự hấp dẫn như thế nào, đó là tùy thuộc vào các bạn, tùy thuộc vào cái người sử dụng cái công cụ này. Chúc các bạn vui vẻ và có được những cái clip hay.